Kênh YouTube Đồ Xưa Lễ Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa nha. Xin chào anh Lợi. Rồi mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đang xem kênh Đồ Xưa Lễ Nguyên nha. Thì hôm nay có về một số tác phẩm để giao lưu và báo giá cho bà con của mình. Thì có tranh cổ chắc cho bà con và một cái đôi lục bình rất là lớn nha. Đó, và một số đồ đồng, đồ gốm để giao lưu cho bà con của mình. Cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình ủng hộ em những clip vừa qua rất là nhiều nha. Và đầu tiên em xin giới thiệu bà con của mình mã số 1W. Em có một cái bức tranh là gỗ chắc rất là đẹp nha bà con. Đó, nguyên tấm đều là gỗ chắc hết nha. Trong này là tích tùng hạt trường xuân nha bà con. Đó, và là tùng sen ở sen hạt nha. Đó. Miếng gỗ chắc giữa là liền nguyên một khối nha. Thì bức này nói chung gỗ chắc nó lớn thì chỉ có hàng xưa mới có thôi. Đó, cái gỗ xưa mới còn lại thôi nha, chứ gỗ chắc bây giờ không có số lượng lớn nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em rất là đẹp nha. Ở tranh thì người ta khảm ốc là 7 màu Singapore kết hợp với thân cây gỗ xưa và cái những cái chi màu trắng hồng đều là ngà nữa nha, rất là đẹp nha. Đó. Với cái chiều cao em đo nó tên tới khoảng là 54 nha. Đó, 54. Tổng cái chiều dài cái bức tranh này thì nó 140. Đó, 140 là tổng cái chiều dài nha bà con. Dày khung tranh là gần 3 phân nha, miếng giữa là nguyên khối nè. Đó, miếng giữa rộng này của nó là lên tới khoảng là 37 lần nha. Đó, gỗ chắc toàn bộ hết. Đó, hàng thì bà con của mình có quyền về kiểm tra hàng, đúng đồ, đúng chất lượng và đúng gỗ thì bà con mình nhận nha. Đó, nếu mà không đúng cứ hoàn về cho em, không tốn 1.000 đồng với ship đâu nha. Bức tranh này khá đẹp nha bà con. Đó, được mặt sau lưng đây, gia cố chắc chắn nha, những cái đố và miếng gỗ bà con mình xem giùm em. Đó, văn gỗ đều tự nhiên hết nha. Đó, bức này em giao lưu với bà con của mình có giá chỉ là 27 triệu thôi nha. 27 triệu đồng bên em bao ship bà con của mình là toàn quốc luôn và bao kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng luôn giùm em. Đó. Rồi đến với mã tiếp theo là em có một về được một cặp lọc bình. Đấy, là cặp lọc bình này là gỗ lim nguyên một khối. Đó, nguyên một khối lớn luôn, rất là nặng nha bà con, hàng đặc luôn đó nha. Đôi này nói chung là hàng xưa, tuổi đời ta 30-40 năm trở lên nha. Hàng này nói chung là đã qua thời gian người ta trưng bày rồi. Đó, cho nên thì bây giờ em đã làm bóng hết trơn toàn bộ, bà con mình xem giùm em bóng thấy hình luôn đó nha. Đó, nó bật ly bóng. Hàng gỗ lim bây giờ bị lớn không còn nữa, em bao cho bà con của mình luôn nha. Cho dù còn cũng rất là hiếm. Đấy, bà con mình xem giùm em. Đó. Liền nguyên một khối từ trên tới dưới nha bà con. Với tổng cái chiều cao này em đo nó lên tới là 98 lần nha. Đường kính miệng phủ bì là khoảng 28. Đây, quanh bụng em đo luôn thì nó tầm khoảng là 93. Đó, liền lạc nguyên một khối nha. Rất là đẹp nha bà con. Đó, nó cao gần 1 mét luôn á. Đó, gỗ liền liền khối bây giờ thật là hiếm, không ít thật là có nha. Đây bà con mình xem, hàng đặc luôn nha. Đó. Đây. Rất là nặng, cặp này thì em đo mỗi một cái rồi nó khoảng 27-28 kg, là trên 55 kg một cặp nha bà con. Đó, trên 50 kg đây, trên 50 kg một cặp này. Đôi này em giao lưu với bà con của mình có giá là 10 triệu đồng thôi nha. Đó, 10 triệu đồng chất liệu là gỗ lim liền nguyên khối, về kiểm tra hàng, kiểm tra chất lượng gỗ trước khi mình nhận hàng giùm em nha. Đó, hàng bên em thì bà con của mình chuẩn hàng chuẩn đồ, đó, có loại nhiều khi cái giá cả nó rất là rẻ hơn. Đó, nên quan trọng là chất gỗ nha. Và đến với mã số 3 này á, lại có một cái bộ bàn trường kỷ. Đó, trường kỷ sông tiện nha bà con, cũng chất liệu là gỗ gõ. Đó, bộ này là gỗ gõ nha, sông tiện quế. Đó, hàng này hàng cũ đã được mà vệ sinh sạch sẽ lại nha. Đấy bà con mình xem, hàng thì lành tích liền lạc hết nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, với cái chiều cao của cái bàn này em đo nó lên tới khoảng 73. Đó, tổng cái chiều dài của bàn nha thì nó 146. Chiều ngang của bàn như thế này thì nó khoảng là 58 nha bà con. Hàng dày dặn cứng cáp nha, mỗi cái chân dày của nó là 6 phân. Đấy, rất là đẹp nha. Đó, rất là dày và nặng đó bà con mình xem giùm em. Sạch sẽ làm tích hết, không hề lỗi lầm. Đây, quạt lặt mặt trên phía trong bà con mình xem phía trong luôn nha. Đó. Đây. Đó bà con mình xem giùm em. Đó, sạch sẽ làm tích nha. Tuy là đã qua thời gian 5 tháng nhưng mà chủ nhà người ta xài rất là kỹ, cho nên hàng nó còn rất là đẹp. Đó. Đó, băng ghế bà con của mình có hai băng ghế song tiện rất là đẹp. Tạ chạm vào những cái lục bình. Đó, bà con mình xem những cái tiện rất là đẹp nha. Đó. Chiều cao của mỗi băng ghế thì em đo nó lên tới khoảng là 89 nha. Đó, 89. Đây, tổng cái chiều dài. Đó, tổng cái chiều dài như thế này là khoảng 182. Chiều rộng này ra và nó khoảng là 549 thôi. Từ vị trí mặt đất trở lên là khoảng 48 nha. Cái lá giữa nó liền nguyên một khối. Đó, bà con mình xem hàng sạch sẽ, lành tích rất là đẹp, không hề lỗi lầm chỗ nào. Về kiểm tra hàng có vấn đề gì cứ liên hệ bên em nha. Đó, bên em sẽ hỗ trợ bà con và tư vấn bà con mình đầy đủ hơn nha. Đó, hàng thì chất liệu gỗ thì bao bà con của mình luôn. Đó, rất là đẹp nha bà con. Đây. Đó, bộ này gồm 3 món rất là lớn nha, trường kỷ Huế xưa nha. Bộ này thì em giao lưu bà con mình cái giá rất là hữu nghị nha, là chỉ có 27 triệu đồng thôi nha.
Đó, 27 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Giá này là trên thị trường em bao bà con của mình là không có. Đưa đây. Ở trên thị trường là không có cái giá này luôn nha. Đó, bà con của mình cứ về kiểm tra hàng giùm em. Và đến với mã số 4 này là một cặp chanh. Đó, cặp chanh nói về hai chữ Phúc và Đức nha. Chất liệu cũng là gỗ cỏ ốc hoàng chanh theo thời gian luôn. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Đó, ở trên là Phúc Đức nha bà con. Với chiều cao cái bức chanh em đo nó lên là 117, chiều ngang mỗi bức chanh là 30, dày khung chanh là khoảng 3 phân, miếng giữa liền nguyên khối nha. Ốc hoàng chanh theo thời gian 5 tháng nha. Bên dưới là hai cái câu đối mới nói về cái tích cha và mẹ nha bà con. Đó là thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất cả gánh gồng nuôi con nha. Hàng sạch sẽ nha, đi theo thời gian nhưng mà hàng còn lành. Đó, không bị lỗi nha. Đó, mặt ván sau lưng đây. Đó, em còn một cặp này hôm nay em thanh lý cho bà con của mình luôn, giá là 4 triệu rưỡi thôi nha, 4.500.000 nó cái giá rất là mềm luôn. Đó, giá thanh lý luôn nha. Và mã tiếp theo là số 5V là một cặp chanh lấy ngư vọng nguyệt. Ở đôi chanh này á, là bà con mình xem tô son thiết vàng nha bà con. Đó, cá chép chạm nổi. Đó, tô son vẽ vàng thì chanh này chất liệu là gỗ gõ liền nguyên khối, được chạm đục nổi nha. Đó, với chiều cao em đo nó lên tới khoảng là 100, chiều ngang mỗi bức như thế này thì nó khoảng là 28 nha, dày là 4 phân phủ bì đó nha. Đấy, ván sau lưng đây, nó liền lạc nguyên khối nguyên tấm nha bà con, không hề ghép chỗ nào. Ở về kiểm tra thấy mà có dấu ghép chỗ nào thì bà con của mình liên hệ bên em nha. Ở bên em này có sai em báo vậy, nếu mà ghép em tặng bà con mình kỷ niệm luôn. Cặp này em giao lưu giá chỉ có 4.3 triệu thôi, 4.300.000 đồng thôi nha, bao ship toàn quốc cho bà con của mình. Mã 6V thì em có lên được một cái về một bức tranh chữ thọ nha bà con, cũng rất là ý nghĩa nha. Đó, thọ là tượng sinh cho sự trường sinh nha bà con. Đó, cái này thì bà con mình làm quà cáp mình tặng cho những người bạn bè người thân của mình, rất là ý nghĩa. Chiều cao em đo 60, chiều ngang 50 nha, 50-60, dày khung chanh là 2,5 phân. Chữ thọ này là được khảm bên trong là tích tứ linh, long lăng quy phụng nha, rất là đẹp nha. Đó, ốc Singapore rất là đẹp luôn. Đây mặt ván sau lưng đây nha. Đó, sạch sẽ làm tích. Bức này có giá chỉ có 2.500.000 thôi nha bà con, 2.500.000 thôi nha. Rồi mã số 7V thì có một cái ống ngang. Đó, một cái ống mình đựng ngang hoặc đựng bút, đựng viết nha. Cái này thì bằng gỗ hương nguyên một khối. Đó, bà con mình xem rất là dày và nặng nha bà con. Cái này rất là nặng. Chiều cao em đo là 30, đường kính miệng phủ bì 11 nha. Hoành là 37. Đây, quanh gỗ hương đây nha. Liền nguyên khối được khẩm ốc đây. Đó, em còn một cái duy nhất nữa thôi. Em giao lưu giá chỉ có 900.000 cho bà con của mình thôi nha. Đó, đến với mã số 8V thì em có một cái kỷ. Đây, một cái kỷ gỗ chắc nha bà con. Đó, 4 chân quỳ rất là đẹp, khảm là khảm 5 mặt luôn nha. Đó, với chiều cao em đo 15, đường kính ở trên là 20 vuông nha, còn đường kính lớn nhất là khoảng 23. Đó, gỗ chắc nguyên con luôn, hàng sạch sẽ lành tích nha. Hàng này là từ 3-40 năm nha bà con. Đó, bà con mình xem dùm em gỗ chắc thì bà con mình cũng biết rồi. Đó, chắc Việt xưa nha. Cái này em giao lưu giá 3.500.000 nha, 3.500.000. Mã số 9 này thì em có một cái cuốn một quyển sách kinh nha bà con. Đó, sách kinh đá đó nha. Đó, miếng bè tấm bè này thì là một cái vị Phật Bồ Tát đây nha. Đó, thiên thủ thiên nhãn bằng đá. Ở bên trong là những cái chữ kinh. Đó, bà con mình xem dùm em nha. Đó, hữu duyên. Đó, mình sưu tầm về mình nghiên cứu nha, nếu bà con mình am hiểu về những cái chữ kinh này. Đó, đây bức này nói chung cũng khá cũ nha bà con. Đó, chiều ngang dài 23, chiều ngang này là khoảng 15 thôi. Bức này em giao lưu giá là 1.100.000 thôi nha. Đó, quyển sách kinh nha. Rồi mã tiếp theo số 10V là một cái đĩa tích cá chép dưới hồ hoa sen nha bà con. Đường kính đĩa là khoảng 36 củ bì, hai con cá chép dưới hồ hoa sen nha. Mang gạn bà con mà xem này, gớm bắt chàng đời cũ nha. Ngày xưa người ta làm những cái móc này người ta treo tường nè. Đó, người ta khoan móc để treo tường nè nha. Đó, mang gạn hàng này cũng tuổi đời từ 20-30 năm chứ không dưới. Đó, cái đĩa này em giao lưu giá 700.000 cho bà con của mình thôi, 700.000 đồng nha. Mã số 11 em có một cái chậu ngũ sắc, tích là thuận bờm xuôi gió nha. Đường kính chậu là nó khoảng 42 phủ bì, chiều cao là 15 nha. Đó, hàng tàu cũ nha. Thanh rất là vang giống như tiếng chuông luôn, không hề nứt nẻ nha. Đó, để cho bà con mình xem, giá là 2 triệu thôi. Đó, 2 triệu đồng thôi nha. Mã số 12V là một cái chậu tích tùng hạt trường xuân nha bà con. Đó, hàng này là người ta vẽ màu rất là đẹp nha. Đó, vẽ màu xanh. Đó, đường kính cái chậu này là 42, chiều cao em đo là 20 nha. Hàng làm tích luôn nha bà con. Đó, âm thanh vang rất là vang luôn nha. Đây, trôn đây bà con mình xem vẽ tay, tích là tùng nai đây nha. Đó, chậu này thì em cũng thanh lý giá 2 triệu cho bà con của mình luôn, 2 triệu đồng thôi nha, bao ship tận nhà. Mã 13 là em có một cái bộ điếu bát nha bà con. Đó, con mình xem rất là đẹp. Đây, tích trúc lâm thất hiền.
Điếu bát thì có cái chiều, cái bát này có điều cao là 9 phân, đường kính miệng là 18 nha, còn cái ống điếu khoảng 13. Đó, hoành này là nó tầm khoảng là 36 nha. Đó, hàng vẽ tay tích trúc lâm thắt thiền, cái này được bọc đồng hết nha. Đó, chậu cũng vậy, rất là đẹp, bọc đồng rất là đẹp nha bà con. Ở cái này em giao lưu với bà con của mình giá 900 ngàn thôi nha, cái này em sưu tầm được giá rẻ. Đó, em để bà con mình giá hữu nghị thôi, 900 ngàn đồng bao ship tặng nhà. Mã số tiếp theo là 14, em về được một cái bộ tranh thờ cửu quyền thất tổ. Đó, bà con mình xem giùm em, rất là đẹp luôn nha. Chất liệu gỗ gõ ốc Singapore. Đó, ở trên là ba chữ Đức Lưu Quang, bên dưới là Phúc Lộc Thọ nha. Đó, và hai câu đối hai bên. Đó, bà con mình xem giùm em, hàng sạch sẽ lành tích nha, không hề lỗi lầm. Đó, bên dưới người ta cũng khảm hai con rồng ở sông Long, rất là đẹp luôn đó nha. Đó, còn bốn cái góc là người ta khảm tứ linh là long lăng quy phụng nha bà con. Đó, chiều cao thì em đo hảo luôn nha, tổng là khoảng 150 đó nha, tầm 150 phủ bì, còn chiều ngang là khoảng 1m04. Đó, miếng giữa thì nó lớn nhất là nó khoảng là 46 nha, dày thì cũng khoảng từ 2,5 tới 3 phân. Đó, chăm bà con mà xem sạch sẽ lành tích nha bà con, bốn chữ là cửu quyền thất tổ nha. Đây, mặt quán sau lưng đây nha. Đó, bà con mình xem giùm em, rất là đẹp. Đó, bộ này em giao lưu giá là 15 triệu nha, bộ này bộ lớn nha bà con, ốc là ốc xịn đó nha. Đó, bà con mình xem giùm em, 15 triệu bao ship cho bà con của mình luôn nha. Mã số cuối clip là em có một cái cặp sừng bò Châu Phi. Đây, một cặp sừng bò rất là đẹp luôn, rất là lớn nha. Đôi sừng bò này là con bò nó lớn tầm 1,8 cặp bắn nha bà con, chứ không dưới. Với cái chiều cao tổng thì em đo nó khoảng 75, chiều ngang thì cái khoảng cách này là khoảng 78 nha. Đó, chiều cao cái sừng không là khoảng 60. Đây, cái hoành đế bên dưới là nó khoảng 40 nha. Hàng này là sừng thật 100%. Về kiểm tra hàng giùm em, test hàng giùm em nha, đúng hàng đúng chất lượng bà con mình nhận. Đó, nếu mà cái này mà thùng giả thì em tặng bà con mình làm kỷ niệm cho em luôn. Đó, đôi này em giao lưu giá là 3,2 triệu nha, 3,2 triệu bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Và cuối clip đồ xưa Lê Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã ủng hộ kênh trong những thời gian vừa qua nha. Bà con mình nhớ bấm like, share, đăng ký thông báo mỗi ngày cho bà con của mình có thể nhận clip nha bà con. Thì xin kính chào và hẹn gặp lại ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con của mình trên kênh Đồ Xưa Lê Nguyên chúng em hàng ngày với hai clip vào buổi trưa và buổi tối nha bà con. Mến chào và tạm biệt ạ.